Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạc Vật. Thì hôm nay em sẽ xin tiếp tục cái series giới thiệu về những cái dòng sản phẩm máy quẹt đến cho mọi người, để mình có thể biết thêm nhiều thông tin về những chiếc máy quẹt có thể giúp ích cho mình trong cái công việc là đó là bán hàng hoặc là kiểm kê hoặc là trong cái quá trình kho bãi của mình để có thể thuận lợi hơn. Thì về những cái lợi ích của chiếc máy quẹt Mạc Vật thì chắc chắn mọi người cũng đã biết rồi ha, thì giúp cho mình cái việc bán hàng được nhanh gọn hơn, khách hàng không phải chờ, mình có thể tập tích vào những cái bảo vật rồi tính tiền nó chính xác hơn, rất là nhanh chóng và rõ ràng. Với lại thứ hai đó là trong cái công việc kho bãi hoặc là kiểm kê hàng hóa tới những cái cuối kỳ thì mình có thể là thực hiện nó sẽ nhanh gọn hơn nhờ vào những chiếc máy quét và những cái phần mềm xử lý này. Thì đây là một máy quét thì cũng rất quan trọng, giúp cho mình rất nhiều trong những công việc này. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người đó là dòng máy quét của hãng Honeywell. Thì như mọi người biết thì Honeywell một hãng rất là lớn, trong đó có một cái phân khúc của Honeywell đó về dòng máy quét, thì đây là dòng MS3780, đây là dòng MS3780 cho mọi người. Thì em xin giới thiệu sơ qua về một số tính năng đó. Đầu tiên thì em xin mở ra cho mọi người xem ạ, bên trong máy nó có những gì không. Thì đây là chiếc cái chân đế của máy quét 3780 cho mọi người, để mọi người có thể nhìn. Rồi tiếp theo đây là máy quét 3780 nha, MS3780. Đây là dòng máy quét của Honeywell. Mọi người có thể thấy là cái vùng độc của nó là tương đối lớn. Đây là máy quét đa tia. Đây, nó có thể phát ra nhiều tia trồng chéo nhau. Lát nữa em sẽ kết nối với chính cho mọi người xem. Kết nối cùng với nó đó là cổng USB. Đây. Thì ngoài cổng USB thì máy có thêm cổng RS232. Ngoài cổng USB thì máy có thêm cổng RS232 hoặc là keyboard hoặc là IBM 46. Đây. Đây là cái chân đế mà sẽ như thế này thì mình sẽ quét những cái mạng mình của mình trước này. Đây là chế độ rửa tay. Đây, em xin cung cấp một số thông số để mọi người có thể là nắm rõ hơn. Thì chiếc máy quét MS3780 này tốc độ quét tương đối lớn, 1333 lần trên một giây, đó là trong phòng thí nghiệm nhé. Còn đối với thực tế mình thì mình không thể nào mà mình đưa qua nhiều cái vật dụng trong một đêm nhiều lần như vậy để được. Thì nó cũng là một thông số rất ấn tượng để cho mình có thể là tham khảo. Rồi, ngoài ra thì có thêm một số thông số đó là máy quét này nó có được thiết kế chịu được cái độ rơi rớt của nó từ 105m trở xuống. Mọi người có thể thấy là xung quanh cái đầu độc của nó thì được bao bọc bởi một lớp cao su bên ngoài này, giúp ích thì để bảo vệ được cái phạm vi bên độc. Có đi kèm xung quanh đây là có những cái led báo hiệu là độc được hay không độc được. Rồi kèm với phía sau là có thêm cái nút nhấn này, nếu mà trong trường hợp bình thường mình có thể là nhấn để quét này. Còn nếu mình cắm vào chân đế thì máy quét nó sẽ tự động auto vật, thì mình chỉ cần đưa cái mã vật qua để quét thôi. Đây một máy quét đa hướng nhá. Và thông tin đây là cái dòng máy quét 1D nha mọi người. Đây cái chân đế mình có thể là lật lên lật xuống này. Đây là dòng máy quét 1D nên nó có thể là quét được tất cả các mã vật 1D cộng với cái mã vật GS1 database. Thì đây là một số thông tin cơ bản. Ngoài ra là máy quét này có thể hoạt động trong môi trường đó là từ âm 21 độ C đến 40 độ C, hoặc là trong môi trường độ ẩm là từ 5% đến 95% độ ẩm tương đối và không ngưng tụ. Thì bây giờ em sẽ ghi vào và quét thử cho mọi người xem về cái khả năng độc những cái mã vật 1D của chiếc máy này. Thì để kết nối với máy tính thì cũng rất đơn giản, mình chỉ cần đặc biệt là cắm USB vào máy tính và sau đó là chỉ cần thao tác là quét mạng vật, chứ mình không cần là phải cài đặt hay là phải làm bất kỳ cứ việc gì phức tạp cả. Công việc rất là đơn giản nhé. Rồi hiện tại em cũng lấy luôn một số mạng vật ở trên cái hộp để ta cho mọi người xem. Đây là chế độ nếu mà đặt đặt ở trên máy thì mình chỉ cần đưa qua cái vùng đọc của nó thì nó sẽ tích này. Em để ra đây chỉ cho nó tiền nhé. Đây mình chỉ cần đọc đưa vào ngay cái vùng đọc của nó sẽ quét này. Đây. Những hàng hóa đi qua thì mình có thể là làm như bạn này, nó mọi người có thể thấy là đọc rất là đầy rất là nhanh nhá. Đây có một cái barcode khác á, để barcode 1D đây vào đọc này. Chỉ cần đưa vào cái vùng đọc của nó thì nó sẽ có thể quét rất tốt. Thì để em cho mọi người tham khảo cái vùng đọc của nó rộng tới đâu. Đây, em sẽ tắt điện cho mọi người xem cái vùng độc quét của nó. Đây mọi người có thể thấy ở trên bàn nhé. Thì đây, nó có thể là rất là rộng này, rất là đa hướng này.
nghĩa là mình có thể là đưa cái bảo vật bất kỳ vào bất kỳ hướng nào ở trong cái vùng quét này thì nó có thể quét được này. Đó, đọc rất là nhanh rất nhanh nhá. Mọi người có thể thấy nhìn chỉ cần đưa vào đúng cái vùng, không cần phải theo chiều ngang hàng dọc hàng thẳng nhất, chỉ cần đưa vào nó có thể đọc vùng quét của nó rất là rộng nhá. Nó khác với những cái máy đa đơn kia là như vậy thì nó đa kia. Thì vừa rồi em đã cung cấp cho mọi người một số thông tin về cái chiếc máy quét này và khả năng đọc những cái mã code 1D cũng như là mã code GS1 Database đối với dòng máy quét của hãng Honeywell này. Thì Honeywell một hãng rất nổi tiếng ở Mỹ nha mọi người. Đây là chiếc máy được sản xuất ở Trung Quốc. Đó. Thì nếu mọi người cần biết thêm chi tiết hoặc là cần hiểu rõ hơn về những cái sản phẩm thiết bị về mã số bảo mật, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimaovat.com để được công ty em sẽ hỗ trợ và tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể là nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật để có thể là theo dõi thêm những cái series về những video giới thiệu về khám phá, giới thiệu về những chiếc máy quét cũng như là những chiếc máy bảo mật của tụi em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.